Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện gần biên giới Israel. Ngày 23 tháng 6, tình báo quân sự Anh nói rằng, Nga có vẻ đang huấn luyện cá voi chiến đấu ở bán đảo Crimea để đối phó với lực lượng Ukraine. Washington trong tháng này đã triệu tập một cuộc họp gồm các chuyên gia cấp chuyên viên từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về các vấn đề vũ khí hạt nhân. Công ty Đức đã ký hợp đồng 20 năm với đối tác Mỹ để nhập khẩu 2,25 triệu tấn LNG mỗi năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Benjamin Netanyahu cho biết vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện gần biên giới Israel khi trả lời phỏng vấn The Jerusalem Post. Khi được yêu cầu bình luận về lập trường của Israel đối với tình hình Ukraine, ông Netanyahu nói, Israel đang ở trong một tình huống đặc biệt khác với Ba Lan, Đức, Pháp hoặc bất kỳ quốc gia phương Tây nào đang hỗ trợ Ukraine. Trước hết, chúng tôi có biên giới quân sự gần gũi với Nga. Các phi công của chúng tôi đang bay ngay bên cạnh các phi công Nga trên bầu trời Syria. Thứ hai, chúng tôi cũng lo ngại rằng các hệ thống Israel cung cấp cho Ukraine có thể rơi vào tay Iran, từ đó sẽ được sử dụng để chống lại chúng tôi, Thủ tướng Israel nói. Ông nhấn mạnh, điều đó không chỉ là lý thuyết mà đã là thực tế. Israel phát hiện vũ khí chống tăng của phương Tây ở biên giới của mình, vì vậy, chúng tôi phải rất cẩn trọng. Kể từ đầu năm 2022, Ukraine đã nhiều lần đề nghị Israel cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có hệ thống phòng không. Tuy nhiên, Israel liên tục từ chối, cho biết sẽ chỉ gửi viện trợ nhân đạo và thiết bị phi sát thương cho chính quyền Kiev. Israel cũng cam kết giúp Ukraine triển khai hệ thống cảnh báo tên lửa phòng thủ dân sự tiên tiến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các quan chức Nga đã chỉ ra nguy cơ vũ khí của phương Tây dành cho Ukraine lan sang các khu vực khác. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo việc phương Tây quân sự hóa Ukraine đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu và toàn cầu. Trong bản cập nhật về tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine, tình báo quân sự Anh tin rằng Hải quân Nga đã đầu tư rất nhiều vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho căn cứ chính của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol từ năm ngoái. Nỗ lực này bao gồm ít nhất 4 lớp lưới và cần chắn ngang lối vào bến cảng. Trong những tuần gần đây, các lớp phòng thủ rất có thể đã được tăng cường bằng một số động vật có vú được huấn luyện, báo cáo viết. Hình ảnh cho thấy số lượng động vật có vú ở bến cảng tăng gần gấp đôi, trong đó khả năng cao là có những con cá heo mũi chai, báo cáo nêu. Theo đánh giá của Anh, những động vật này có thể để đối phó với thợ lặn của đối phương. Anh cũng cho rằng Hải quân Nga đang sử dụng cá voi beluga và hải cẩu để thực hiện một số nhiệm vụ ở Bắc Cực. Một con cá voi đeo đai cổ xuất hiện ở vùng biển Na Uy năm 2019 làm dấy lên suy đoán rằng nó được sử dụng để giám sát. Con cá voi này xuất hiện ở vùng biển Thụy Điển tháng trước. Na Uy đặt tên cho con cá voi này là Vladimir. Đai cổ của Vladimir có giá treo để có thể gắn camera, trên đó có dòng chữ, thiết bị Saint Petersburg. Năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã mua 5 con cá heo trong nỗ lực nhằm khôi phục phương pháp từ thời Liên Xô, nhằm sử dụng loài động vật thông minh này vào nhiệm vụ quân sự. Cá heo có thể được huấn luyện để phát hiện tàu ngầm, thủy lôi và những vật thể hoặc cá nhân đáng ngờ khác tiếp cận bến cảng hoặc tàu thuyền. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 6 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington trong tháng này đã triệu tập một cuộc họp gồm các chuyên gia cấp chuyên viên từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về các vấn đề vũ khí hạt nhân, trong đó có vấn đề giảm thiểu rủi ro chiến lược. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thông báo cuộc đàm phán là một phần của chương trình đối thoại thường xuyên và liên tục. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này đã tổ chức cuộc họp trên vào ngày 13 đến 14 tháng 6 tại Cairo giữa năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, mô tả đây là một cuộc trao đổi diễn ra trong khuôn khổ tiếp tục trao đổi quan điểm theo nội dung về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, NPT. NPT có hiệu lực vào năm 1970. Nhằm mục đích ngăn chặn phổ biến năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân và đảm bảo quyền của các thành viên phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hiệp cho phép 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì kho vũ khí hạt nhân. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý các đại diện chuyên gia cũng đã gặp nhau tại Dubai vào tháng 2 năm nay, trong khuôn khổ cuộc đối thoại theo NPT mà Mỹ đang chủ trì. Chúng tôi nhận thấy cả hai cuộc đối thoại đa phương đều chuyên nghiệp và hữu ích, người phát ngôn này cho biết trong một phản hồi qua email, nhưng không đề cập đến câu hỏi liệu có bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào diễn ra hay không. Công ty Đức đã ký hợp đồng 20 năm với đối tác Mỹ để nhập khẩu 2,25 triệu tấn LNG mỗi năm. Đây là động thái mới nhất nhằm đảm bảo nguồn cung khi ngừng sử dụng khí đốt của Nga. Theo mạng tin năng lượng oilpice.com ngày 23 tháng 6, công ty Securing Energy for Europe, SEP, của Đức đã ký hợp đồng 20 năm với Venture Global LNG của Mỹ để nhập khẩu 2,25 triệu tấn khí đốt hóa lỏng mỗi năm từ dự án thứ ba của Venture Global, CP2 LNG. SEP, thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ Đức, được thành lập vào năm ngoái,
sau khi Đức quốc hữu hóa một công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom. Gazprom Germany được đổi tên thành Securing Energy for Europe GmbH, SEP, để đảm bảo cung cấp năng lượng cho Đức và châu Âu. Bằng cách hợp tác với Venture Global LNG, SEP thực hiện một bước quan trọng khác trong sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo năng lượng cho khách hàng Đức và châu Âu, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực, giám đốc điều hành của SEP, Egbert Laet, cho biết khi bình luận về thỏa thuận này. Về phần mình, Mike Sable, giám đốc điều hành của Venture Global LNG nêu rõ, Đức đã hành động dứt khoát để đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng và LNG sẽ là một phần quan trọng, trong đó khi nước này tìm cách tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy tiến bộ về môi trường. Thỏa thuận dài hạn mới báo hiệu rằng Đức sẽ tiếp tục dựa vào khí đốt tự nhiên và, không giống như một năm dưới trước, Đức sẽ không từ chối ký hợp đồng cung cấp LNG trong nhiều thập kỷ tới. Vào cuối năm ngoái, Đức đã ký một thỏa thuận với Qatar. Theo đó, Qatar sẽ cung cấp LNG cho Đức trong ít nhất 15 năm, bắt đầu từ năm 2026. Đối mặt với viễn cảnh không còn khí đốt của Nga, Đức năm ngoái đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị lưu trữ và tái chế khí nổi FSRU. Vào đầu tháng 1 năm nay, Đức đã đón chuyến tàu chở LNG đầu tiên tại cảng nhập khẩu LNG mới mở ở Wilhelmshaven, với hàng hóa đến từ cơ sở xuất khẩu Calcasieu Pass ở Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có kế hoạch đảm bảo công suất nhập khẩu LNG lên tới hơn 70 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Điều này sẽ khiến nước này trở thành quốc gia có công suất nhập khẩu LNG lớn thứ tư trên thế giới. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.